trại bò Tư Chiến vào hết. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2022. Bò trực tiếp lên xe giao cho cái chị khách này ở Vĩnh Long, chuẩn bị lên xe. Đi, đi con. Đi, 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 đi. Rồi, lên luôn. Lên gì hôm nay? Lên. Cút sát kêu, cút sát kêu. Rồi, chặn, chặn lấy cái... tức luôn. Rồi, cút sát mỏi luôn, cút sát mỏi luôn. Sát mỏi ra nó quay. Sáng mỏ luôn rồi, em sẽ nó quay. Sáng mỏ luôn. Lấy giờ đâm luôn. Ừ. Rồi, cột. Vừa không quá. Sáng mỏ nó quay. Nó quay nó tạch tẻ té mỏ này. Tạch đi.